ta sẽ thâm nhập thiên đàng. Ta sẽ dựng ngai vàng trên cả các vì sao của Chúa. Ta sẽ ngồi trên ngai vàng ở vị trí cao nhất, trên đỉnh cao nhất của núi Thánh. Ta sẽ vươn lên mọi vì sao. Ta sẽ làm mình trở nên vĩ đại nhất. Tuyên bố ngạo mạn ấy được thốt ra từ một tổng lãnh thiên thần, đứa con đầu tiên được tạo ra bởi Chúa và có quyền năng tối thượng nhất. Vậy mà chỉ vì lòng đố kỵ không chịu phục tùng mà hắn đã bị đẩy xuống tận 18 tầng địa ngục. Điều ấy không ai có thể ngờ. Liệu có phải do cái ác luôn hiện hữu và song hành cùng mọi sinh vật là nguyên nhân sâu xa khiến cho các thiên thần lầm đường lạc lối hay không? Chào mừng các bạn đến với series Thiên Thần Sa Ngã trên kênh Vũ Trụ Nguyên Thủy. Hành trình trở thành chúa tể địa ngục của Satan. Theo Kinh Thánh, Lucifer là đứa con đầu tiên được sinh ra theo hình ảnh của Chúa, được coi là thiên thần hoàn mỹ nhất nên Chúa rất coi trọng và yêu quý. Lucifer cùng với hai tổng thiên thần khác là Michael và Gabriel ở bên cạnh giúp Chúa Trời cai quản thiên giới. Vị thiên thần này không những có quyền lực lớn mà còn có vẻ ngoài tuyệt đẹp, được Chúa vô cùng yêu thương, giao cho nhiều trọng trách. Thế nhưng chính điều đó lại khiến cho Lucifer dần dần trở nên kiêu ngạo và ngông cuồng, ảo tưởng về vai trò của mình, cảm thấy mình cũng chẳng thua kém gì Chúa Trời. Ông ta đố kỵ về Chúa, thèm khát địa vị của Ngài, thèm khát quyền lực tối thượng. Trong Do Thái giáo có kể rằng, Lucifer sau này vì đố kỵ với một người thường tên là Job, được Thượng Đế khen ngợi, nên đã không ngần ngại dùng lời lẽ gian trá thuyết phục Thượng Đế cho phép y thử thách Job. Nhưng thực chất là hành hạ thể xác và cướp đi tất cả người thân cùng gia sản của người đàn ông này. Với mưu đồ khiến Job vì đau khổ quằn quại mà oán hận Thượng Đế nhưng thất bại. Cuối cùng Job không những không bị khảo nghiệm tà ác của Lucifer lay chuyển mà còn được Thượng Đế ban phúc. Trong một lần khác, Thượng Đế nói với các thiên thần rằng vào giai đoạn tối hậu của thế giới, đấng cứu thế Messiah sẽ đến cứu vớt nhân loại. Ngài yêu cầu Lucifer tới thời điểm đó phải phục tùng đấng cứu thế. Tuy nhiên bởi tâm đố kỵ quá to lớn của mình, Lucifer cảm thấy đây là một sự sỉ nhục. Vì thế y đã cầm đầu cuộc tạo phản chống lại Thượng Đế, gây nên một trận chiến khủng khiếp trên thiên đường. Bằng sự xảo quyệt của mình, Lucifer mê hoặc được 1/3 các thiên thần, khiến họ hoàn toàn đi theo y và phản bội lại Thượng Đế. Kết quả của cuộc chiến thiện ác này, đương nhiên nhóm tạo phản do Lucifer chỉ huy đã thất bại. Tổng lãnh thiên thần lúc bấy giờ là Michael đã được Thượng Đế ban cho quyền phép cùng với các thiên thần chân chính khác đánh bại hoàn toàn đội quân của Lucifer. Y và đồng đảng bị đuổi khỏi thiên đường, đẩy vào địa ngục và trở thành chúa tể trong địa ngục. Cũng từ đây y mang cái tên Satan. Vốn dĩ là một thiên thần xinh đẹp nhất trong số các thiên thần, vậy mà chỉ vì nhận biết được trí tuệ cực độ của mình, đã chối bỏ tư tưởng phải chịu phục tùng một ai đó. Hắn quên rằng chính hắn cũng chỉ là một thụ tạo được dựng nên bởi Thiên Chúa mà thôi. Ngay cả nhiều thiên thần khác cũng đã mù quáng đi theo sự điên rồ này. Quỷ Satan được mô tả là một nhân vật không phải nam cũng không phải nữ, nhưng nó thường được mô tả như một nam giới với cơ thể cường tráng, khuôn mặt dữ dằn cùng hai chiếc sừng nhọn hoắt trên đầu. Satan có tiếng kêu như sư tử giống, luôn rình rập để nuốt sống một ai đó. Hơn thế nữa, hắn là một con quỷ đa mưu túc kế, thâm độc, nên mới có câu cửa miệng là quỷ kế. Đó cũng chính là điểm mạnh nhất của Satan. Khả năng thuyết phục và các trò xảo quyệt của hắn đã mê hoặc được rất nhiều thiên thần khác làm tay sai cho mình, hay quấy rối dụ dỗ người khác làm những chuyện sai trái. Trong Kinh Thánh có nhắc tới câu chuyện hai người đầu tiên trên trái đất là Adam và Eva sống ở vườn địa đàng, nhưng chỉ vì một con rắn dụ dỗ ăn quả cấm mà bị đẩy xuống nhân gian. Con rắn độc ác xảo quyệt đó không ai khác chính là Satan hóa thân thành. Hiện thân của sự quỷ quyệt gian xảo ấy chính là con số 666. Người ta coi đây là biểu tượng của sự không hoàn hảo, đối lập với con số 7, dấu ấn của Chúa Trời. Những con số của Chúa Trời thường được cho là hoàn hảo bởi vì một tuần có 7 ngày,
7 lưỡi lửa, 7 linh hồn. Vì vậy người ta cho rằng con số 666 có khả năng là biểu tượng của sự cám dỗ, khiến con người lầm đường lạc lối và phạm phải những sai lầm khủng khiếp khó cứu vãn tình thế. Theo một truyền thuyết cổ khác, nếu đem cộng 3 con số 6 sẽ ra 18. Con số này tượng trưng cho 18 trinh nữ, hay còn được gọi là những thiên thần đồng trinh. Nếu tìm được đủ 18 trinh nữ và thực hiện việc tế lễ theo đúng phong tục, thì quỷ Satan sẽ được trở về từ địa ngục. Đối với con số 666 huyền bí này, đã có không ít hiện tượng kỳ lạ liên quan đến nó. Nhiều người đã tin rằng nhân loại đã gặp may khi tai họa không ập đến trong ngày 6 tháng 6 năm 2006, ngày duy nhất trong thế kỷ 21 có sự xuất hiện của dãy số 666. Trong khi đó, có một sự kiện kinh hoàng của nhân loại rơi đúng vào chu kỳ 666 ngày. Cụ thể, nếu tính từ ngày 1 tháng 8 năm 1914, thời điểm bùng nổ Thế chiến thứ nhất, thế giới xảy ra những sự kiện đặc biệt với xác suất cộng trừ vài tuần lễ. Ví dụ, lấy 5 nhân 666 sẽ ra tháng 9 năm 1923, thời điểm trận động đất mạnh 8,9 độ Richter đã diễn ra ở Tokyo, nước Nhật, tan phá một khu vực rộng lớn. Nếu lấy 11 nhân 666 sẽ ra thời điểm tháng 12 năm 1941. Theo lịch sử, Nhật tấn công Trần Châu Cảng gây thiệt hại nặng nề cho Hải quân Mỹ vào ngày 7 tháng 12 năm 1941. Sự kiện này đánh dấu thời điểm Mỹ chính thức tham gia chiến tranh thế giới thứ hai. Hãy lấy 17 nhân 666 sẽ ra thời điểm tháng 8 năm 1945. Vào ngày 6 tháng 8, Mỹ đã ném bom nguyên tử xuống thành phố Hiroshima của Nhật Bản, gây ra thảm họa hạt nhân đầu tiên trong lịch sử. Trong thế giới tự nhiên cũng có những dãy số 666 đáng chú ý như nguyên tử carbon, thành phần cơ bản của sự sống, gồm có 6 hạt proton, 6 hạt neutron và 6 hạt electron, hay C6H6O6 cũng là một chất kịch độc. Đặc biệt có một công trình nổi tiếng của Ai Cập còn được coi là hiện thân của quỷ Satan vì nó có những điểm tương đồng với con số 666. Đó là kim tự tháp kính Louvre. Người dân đồn thổi, công trình này được xây dựng cho quỷ bởi nó được tạo thành từ 666 miếng kính. Một số người thậm chí cố né tránh số 666 như một cách để thoát khỏi việc mê tín dị đoan, đến nỗi xuất hiện hội chứng sợ con số 666. Tháng 11 năm 2013, Cody Taker, một vận động viên xuyên quốc gia tại trường trung học Whitley County, Kentucky, nước Mỹ, đã từ chối tham dự giải vô địch quốc gia chỉ vì con số thứ tự là 666. Các bộ vi xử lý bán dẫn được sản xuất trong những ngày đầu của máy tính cá nhân cũng tránh con số 666. Trong giai đoạn tiến bộ của việc phát triển tốc độ xử lý, nhiều bộ vi xử lý được niêm yết tốc độ 667 MHz thay vì thông số bình thường là 666 MHz. Chính vì vẻ huyền bí của nó mà có người tin, có người lại cho đó chỉ là trò bị bợm. Những người tin thì thường kiêng khem các ngày rơi đúng vào chu kỳ 666 hoặc không chọn những con số đó làm số nhà, biển số xe. Thậm chí có người còn kiêng không sinh nở vào những ngày này vì lo sợ sẽ sinh ra một đứa con là hiện thân của quỷ. Mặc dù có rất nhiều học thuyết cùng những bằng chứng đáng sợ liên quan tới quỷ dữ với những bí ẩn xung quanh con số 666, song các nhà khoa học hiện đại đều khẳng định đây là mê tín dị đoan và hoàn toàn không tồn tại con số của quỷ. Giáo sư khoa nhân chủng học thuộc Đại học Khoa học và Mỹ thuật Philip Stevens cho biết, Khải huyền là một cuốn sách phức tạp và khó hiểu. Các học giả đã tìm thấy nhiều con quỷ xuất hiện trong chương 13 và nhiều chương khác của cuốn sách cổ đó. Ngay cả những cụm từ ám chỉ con quỷ trong sách Khải huyền cũng đề cập đến rất nhiều loại quỷ khác nhau, chứ không chỉ có mỗi Satan. Tuy nhiên, dù mọi lập luận có thể phản bác được vận mệnh không tốt liên quan đến con số 666, thì niềm tin và sự tôn thờ dành cho quỷ Satan thì không thể, ngay cả khi những người này biết mình đang thờ phụng cái ác. Từ xa xưa, Satan đã được không ít người tôn thờ với quan điểm thế giới có hai phần tốt và xấu, thiện và ác, và Satan cũng chỉ là đại diện cho một trong hai phần đó mà thôi. Khoảng thế kỷ thứ 12, các lễ hội đen xuất hiện với những nghi lễ quái đản dâng lên quỷ vương, bao gồm việc hành xác và những hành vi tình dục kỳ quái. Vào thời Trung Cổ, đa số người dân khá mê tín nên việc thờ phụng tôn sùng quỷ Satan không phải là ngoại lệ. Những người thờ quỷ Satan cho rằng nếu họ tôn sùng ma quỷ thì có thể thoải mái chuyện tình dục mà không lo sợ sẽ gặp phải những điều xấu hay bị bó buộc trong những quy định hà khắc.
Bởi lẽ vào thời đó, một số nhà thờ Thiên Chúa Giáo kêu gọi các tín đồ không được gần gũi nhau ngay cả khi họ đã kết hôn. Trong trường hợp đã kết hôn thì bạn chỉ có một số tháng trong năm để có con với bạn đời. Nếu như vợ chồng có con ở ngoài những tháng được quy định thì sẽ không được phép gần gũi nhau trong nhiều năm như một sự trừng phạt. Những quy định hà khắc này khiến cho nhiều người cảm thấy bị gò bó, nên đã có không ít người chuyển sang thờ phụng quỷ Satan để có cuộc sống thoải mái, không bị ràng buộc. Ngay cả ngày này vẫn còn có rất nhiều kiểu thờ phụng Satan với nghi lễ và niềm tin khác nhau. Ở Mỹ, năm 1966, một cựu chuyên gia luyện thú và thôi miên tên là Anton LaVey đã lập ra cái gọi là Hội Thờ Quỷ Satan, mà ông ta là giáo hoàng đen, có tổ chức với nhiều cấp bậc, có khẩu hiệu và kinh thánh ngàn hỏi. Nghi thức tế bái của hội này vô cùng quái đản, rùng rợn. Có đến vài chục nghìn người thờ Satan ở Mỹ, đa phần là thanh niên, thậm chí vị thành niên, những kẻ nghiện ngập, hung hãn, đầy kích động. Những người này thậm chí dám tự sát để hiến linh hồn cho quỷ, với mục đích được Satan ban cho nhiều quyền lực cả trên thế giới trong kiếp sau. Để đạt được quyền lực đen tối ấy, họ cũng hiến cho quỷ vương linh hồn của cả những người khác, hay thậm chí là cả động vật. Nhiều người tôn thờ Satan cho rằng vị chúa tể của họ chẳng phải là quá xấu xa độc ác. Họ lý luận rằng, theo kinh thánh của Kitô giáo, Chúa Trời đã giết hàng triệu người. Ví dụ trong trận đại hồng thủy, trừ gia đình Noah, cả loài người đã bị xóa sổ. Hay toàn bộ thành Sodom và thành Gomorrah cũng bị hủy diệt vì Chúa cho rằng dân ở đó quá tội lỗi. Để đưa người Israel ra khỏi Ai Cập, Chúa cũng không ngại giáng cả chục tai họa xuống đất nước này, trong đó có việc giết toàn bộ những người Ai Cập là con trai đầu lòng. Trong khi đó, Satan không giết nhiều người, hắn chỉ cám dỗ người ta làm theo cái phần xấu xa đã sẵn có trong họ mà thôi. Đối với một nhóm nhỏ, việc thờ Satan không mang nghĩa tôn thờ cái ác và bạo lực, mà là tôn thờ một triết lý sống, cởi bỏ những kỷ luật, quy tắc, trói buộc của xã hội để sống thật với bản ngã, dục vọng của bản thân. Họ quan niệm sự tham lam xấu xa cũng là một phần của bản chất con người và không cần phải xiềng xích nó, nhất là những thôi thúc của thể xác. Tuy nhiên, đa số những người tôn thờ Satan hiểu rằng họ đang thờ cái ác và tội lỗi, nhưng vẫn không ngần ngại thực hành nó thường xuyên. Nhiều thảm kịch đã xảy ra do sự bệnh hoạn trong tâm hồn của con người thời hiện đại, khi lấy tội lỗi làm khoái cảm. Cách đây khoảng hơn 10 năm, ở một tỉnh miền Nam nước Pháp, một nhóm học sinh đeo biểu tượng quỷ Satan là số 666 và cây thập giá ngược, đã đào mộ, cậy quan tài, rồi vừa múa may vừa dùng thập giá cắm vào tìm xác chết, sau đó còn chụp ảnh một cách khoái trá. Khi bị cảnh sát bắt, chúng đã tự nhận là tín đồ của Satan giáo. Hay vào cuối năm 2011, tại Witten, nước Đức, một cặp vợ chồng trẻ đã giết chết người bạn thân trong nghi lễ tế Satan tại nhà riêng, sau đó xăm biểu tượng của quỷ lên người nạn nhân và uống máu anh ta. Hai kẻ sát nhân khai với cảnh sát rằng họ chỉ thực hiện nghi thức cống nạp linh hồn cho quỷ, người mà họ coi là chủ nhân. Và anh bạn này đã được chọn để hiến tế vì anh ta rất hài hước, hẳn sẽ phục vụ tốt cho chủ nhân. Cô vợ Manuela còn nói rằng họ là ma cà rồng nên phải uống máu anh bạn đó. Và chính cô ta cũng đã ký giấy thỏa thuận bán linh hồn cho Satan rồi. Thỏa thuận bán linh hồn cho quỷ dữ để đổi lấy thành công vốn đã có từ lâu. Khi hội thờ quỷ Satan được thành lập, cuốn kinh của Anton LaVey cũng viết: khi bạn phụng sự cho quỷ Satan, bạn sẽ trở nên bất diệt. Kiếp sau, bạn sẽ cai trị thế gian và chinh phục được mọi người. Một trong những trường hợp nổi tiếng dính vào lời đồn trên là Niccolò Paganini. Niccolò là một người được tiếp xúc với âm nhạc ngay từ khi còn nhỏ. Khi lên 7 tuổi, ông đã học violin, và đến năm 11 tuổi, ông đã có những buổi biểu diễn solo. Khi vừa tròn 13 tuổi, ông trở thành bậc thầy violin. Năm 19 tuổi, ông bắt đầu sáng tác vào trên guitar. Đến năm 23 tuổi, Niccolò có những sáng tác nổi tiếng dành cho đàn vĩ cầm. Và đến năm 27 tuổi, những buổi biểu diễn của ông đã mê hoặc khán giả. Tuy nhiên, khi đang ở trên đỉnh cao danh vọng, nhạc sĩ nổi tiếng này đã mất đi hàm răng dưới, da rẻ ngày càng nhợt nhạt và ông chỉ thích mặc quần áo màu đen. Từ đó nhiều người hoài nghi và rộ lên tin đồn ông đã bán mình cho quỷ dữ để đạt được thành công và danh tiếng. Không chỉ điều khiển và bắt con người phục tùng, Satan còn nhập vào con người, biến họ thành những kẻ độc ác. Trong Kinh Thánh, quỷ Satan được cho là nguyên nhân của bệnh tâm thần và nguyên nhân của các vụ giết người.
Họ gọi đấy là hiện tượng quỷ ám. Để giải đáp cho thứ lý luận khó hiểu này, một nhà tâm thần học người Mỹ đã dành 25 năm giúp các vị tu sĩ phân biệt giữa những trường hợp mắc hội chứng tâm thần và những trường hợp không có cách lý giải nào khác ngoài quỷ ám. Richard Gallagher là chuyên gia tâm thần học kiêm giáo sư khoa trị liệu tâm thần tại Đại học Y New York, nước Mỹ. Ông có nhiều năm kinh nghiệm nghiên cứu về hiện tượng quỷ ám, trừ tà và đã tiếp xúc với nhiều nạn nhân đặc biệt. Cuối những năm 80, Gallagher gặp một phụ nữ tự phong cho mình là tư tế cấp cao của quỷ Satan. Người phụ nữ này nhận mình là phù thủy, vẫn trang phục màu đen, kẻ mắt đậm và khẳng định mình là hoàng hậu của quỷ Satan. Với tư cách là nhà khoa học, nhà sư học có thâm niên nghiên cứu và thực tập nhiều năm ở Đại học Princeton, Yale và Columbia, Gallagher được một tu sĩ thiên chúa giáo nhờ xác định liệu người phụ nữ có mắc hội chứng tâm thần hay không. Đây cũng là thời điểm phong trào thờ Satan giáo nổi lên trên khắp nước Mỹ. Nhiều cá nhân bị bắt và truy tố vì lợi dụng các nghi lễ thờ quỷ Satan để gây rối. Do đó, Gallagher tỏ ra khá nghi ngờ. Tuy nhiên, hành vi của người phụ nữ vượt ngoài kiến thức chuyên môn của Gallagher. Nữ tư tế tự phong có thể tiết lộ bí mật của một số người. Là chính xác nguyên nhân cái chết của những cá nhân mà cô chưa từng gặp mặt, như người mẹ qua đời vì ung thư buồng trứng của Gallagher. 6 người xác nhận khi làm phép. Người phụ nữ nói nhiều ngôn ngữ khác nhau, bao gồm tiếng Latin, thứ tiếng hoàn toàn xa lạ với cô ta. Theo Gallagher, đó không phải là chứng rối loạn tâm thần, mà là năng lực dị thường. Trong suốt 25 năm, Gallagher hướng dẫn cho hàng trăm tu sĩ cách phân biệt các dấu hiệu của nhiều chứng bệnh tâm thần phức tạp với hiện tượng quỷ ám. Gallagher cho biết, ông gặp đôi chút khó khăn, nhưng hai khía cạnh tâm linh và khoa học không hề xung đột. Trong vai trò giáo sư kiêm bác sĩ tâm lý, Gallagher đã cố gắng duy trì sự cởi mở, tôn trọng và thấu hiểu. Chính cách làm việc này đã góp phần giúp ông phân biệt giữa những trường hợp bị quỷ ám và các ca bệnh thông thường. Nhiều đồng nghiệp trong giới khoa học cũng như bạn bè của Gallagher tỏ ra không tin vào điều này do hoài nghi về sự tồn tại của thế lực siêu nhiên và nhiều lần bị lừa dối. Tuy nhiên, thông qua theo dõi cẩn thận các bằng chứng thu được trong suốt sự nghiệp, Gallagher tin chắc khó có cách giải thích nào khác ngoài quỷ ám cho một số trường hợp vô cùng khác thường. Theo kinh nghiệm của Gallagher và những tu sĩ ông từng gặp gỡ, nhu cầu cho những buổi lễ trừ tà đang ngày càng tăng. Sau một thập kỷ, số lượng những nhà trừ tà chuyên nghiệp được các giám mục cho phép đã tăng từ 12 lên khoảng 50 người ở Mỹ. Tuy nhiên, không phải ai cũng thận trọng như vị tu sĩ đầu tiên đến gặp Gallagher, đặc biệt là ở những nước đang phát triển. Họ chẩn đoán sai, thậm chí áp dụng những biện pháp nguy hiểm như đánh đập nạn nhân, dẫn đến cách nhìn nhận sai về hoạt động trừ tà. Gallagher từng chứng kiến những trường hợp nghi bị quỷ ám. Nạn nhân thường có những biểu hiện như đột nhiên có phát ngôn xúc phạm tôn giáo, hiểu và nói được những ngôn ngữ trước đó họ không hề biết, có thể là sau sự sang chấn về thể chất hoặc tâm lý, có sức mạnh bất thường hoặc lơ lửng trong không khí. Họ cũng biết được những việc như cái chết của một người lạ, tội lỗi bí mật người khác phạm phải, hoặc nơi họ đang ở tại thời điểm nào đó. Phần lớn bệnh nhân của Gallagher mắc các chứng rối loạn tâm lý do tiền sử bệnh gia đình hoặc hội chứng đa nhân cách. Theo giải thích ban đầu của các chuyên gia, hiện tượng này do phần não bộ phụ trách ngôn ngữ được kích hoạt, nhưng trình độ y học hiện tại chưa thể chỉ rõ mối liên hệ. Trước mỗi ca bệnh, Gallagher đều tiếp cận theo hướng thận trọng. Nhà tâm thần học không tự ý rút ra kết luận theo hướng tâm linh, mà sẽ thông báo với tu sĩ về các triệu chứng không thể lý giải bằng y học. Có phải chính những nhà khoa học đã có kinh nghiệm lâu năm cũng không thể giải thích được những biểu hiện kỳ lạ của bệnh nhân hay không? Để đến cuối cùng, họ cũng phải kết luận đây là hiện tượng do quỷ ám. Vậy nên chúng ta không thể khẳng định niềm tin của những người tôn thờ quỷ Satan là không tồn tại. Vì thế nên quỷ vương từ trong truyền thuyết mấy nghìn năm vẫn tiếp tục sống trong thế giới hiện đại với sự xuất hiện của bao nhiêu tội ác mới, không hổ danh là quỷ vương hùng hãn nhất. Vậy nếu Satan được coi là chúa tể của địa ngục, thì bạn đã từng nghe nói đến hoàng tử của địa ngục hay chưa? Đó là một trong những con quỷ được nhắc đến trong sách Khải Huyền cùng với Satan, thậm chí còn được cho là ngang hàng với quỷ vương. Beelzebub, chúa quỷ phàm ăn. Trước tiên, chúng ta hãy cùng trở lại với cuộc chiến thiên đường và địa ngục. Khi Lucifer bất mãn với việc con người được Chúa yêu thương và kích động các thiên thần khác nổi dậy tạo phản. Một trong hai Seraphim đầu tiên sa ngã và đứng về phe của Lucifer chính là Beelzebub.
Beelzebub được biết đến trước đó với vai trò của một thiên thần có vị trí cao trên thiên đàng, là thiên thần có trách nhiệm cố vấn cho Chúa. Nhưng chính Beelzebub đã cùng Lucifer tập hợp các thiên thần ở thiên đàng chống đối lại niềm tin mà Chúa đã dành cho mình. Theo ghi chép của nhà thần học Johann Geyer và phái viên Công giáo La Mã kiêm thầy trừ quỷ Sebastian Michaelis, sau khi bị tổng lãnh thiên thần Michael và các thiên sứ trung thành khác đánh bại, Beelzebub cũng bị trục xuất khỏi thiên đường cùng lúc với Lucifer và 133.306.668 thiên thần sa ngã khác. Ở hỏa ngục, Beelzebub tiếp tục giữ vai trò như một thống lĩnh dưới trướng Lucifer, lúc này là Satan, và lãnh đạo đội quân ác quỷ của riêng mình, từ đó trở thành một trong những nhân vật đáng sợ nhất từng được ghi nhận trong chuyên ngành quỷ học. Mặc dù không liên quan đến bất kỳ con số không may mắn nào như quỷ vương Satan, thế nhưng hắn lại sở hữu một đội quân cực kỳ hùng dữ. Cuốn từ điển địa ngục miêu tả Beelzebub có khả năng bay lượn. Cái tên Beelzebub cũng có nghĩa là chúa tể của loài ruồi, theo phiên âm tiếng Hy Lạp từ nguyên văn chữ Hebrew. Chính hoàng tử địa ngục này cũng có thể biến thành bộ dạng con ruồi, tạo ra những cơn bệnh dịch lây lan và cướp đi sinh mạng của rất nhiều người vô tội. Đây cũng chính là một lý do khác, ngoài việc cùng Lucifer tạo phản, khiến Beelzebub bị trục xuất khỏi thiên đường. Theo nhà thần học, giám mục người Đức Peter Binsfield, thì hoàng tử địa ngục Beelzebub là đại diện cho tội phàm ăn trong số 7 đại tội. Lý do hình ảnh của hắn được gắn với loài ruồi bởi vì đây là sinh vật thường đậu lên tất cả mọi thức ăn mà nó tìm được, khiến thức ăn đó dơ bẩn và gây ra bệnh truyền nhiễm cho bất kỳ ai ăn phải nó. Vào thời Trung Cổ, dịch bệnh và nạn đói thường xuyên xảy ra. Chiến tranh giữa các thế lực phong kiến cũng hủy hoại các cộng đồng dân cư, khiến thức ăn trở nên khan hiếm vì người ta không thể tập trung lao động sản xuất. Chính vì vậy, phàm ăn và lãng phí thức ăn được xem là một đại tội. Thực ra thì ngay cả trong thời hiện đại thì khái niệm này vẫn đúng. Theo Thánh Thomas Aquinas, đại tội phàm ăn có thể được xác định với các biểu hiện như sau: đòi ăn những thứ đắt đỏ, hiếm gặp, ăn uống quá kén chọn, ăn nhiều quá mức cần thiết, ăn quá sớm, không đúng giờ giấc, hay ăn một cách vô pháp. Bên cạnh đó, Beelzebub còn là một trong những con quỷ được nhắc đến cả trong Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước như là vị chúa bẩn thỉu. Trong quá trình khai quật tàn tích thành phố Ekron của người Philistine, họ đã phát hiện ra những cổ vật và phù điêu chạm khắc hình ruồi được xác định chính là Beelzebub. Rất có thể, con quỷ này chính là lý giải của những nền văn minh cổ đại về nạn dịch tả do ruồi gây ra. Những ghi chép đầu tiên về đại dịch này bắt đầu ở Jesho tại đất nước Ấn Độ vào năm 1817 và giết chết hàng triệu người dân khi ấy. Sau đó, dịch tả bùng phát thêm nhiều đợt mới, lan nhanh khắp các châu lục trong thời gian ngắn. Mãi cho tới năm 1854, khi đại dịch đã lan rộng ở châu Âu, bác sĩ người Anh khi đó là John Snow tìm ra nguồn lây và đã ngăn chặn sự bùng phát bằng cách ngăn người dân sử dụng nguồn nước máy ô nhiễm. Dịch tả tại Anh nhanh chóng kết thúc trong vài ngày sau đó. Tổ chức Y tế Thế giới gọi dịch tả là đại dịch bị lãng quên vì nó kết thúc rồi lại bùng phát. Kể từ trận dịch đầu tiên năm 1897 đến nay, thế giới đã trải qua 7 trận dịch mới. Đợt bùng phát thứ 7 bắt đầu vào năm 1961 và kéo dài cho đến ngày nay. Dịch tả lây nhiễm từ 1,3 cho đến 4 triệu người mỗi năm, tỷ lệ tử vong hàng năm từ 21.000 đến 143.000 người. Vì dịch tả gây ra do ăn phải thức ăn hoặc uống nước bị nhiễm khuẩn do các loài côn trùng, ruồi chính là một trong những sinh vật góp phần làm lây lan dịch bệnh. Chính vì vậy nên nó có ảnh hưởng rất lớn đến các quốc gia có nền kinh tế yếu kém, trình độ dân trí thấp, điều kiện vệ sinh và hệ thống y tế kém. Trong khi đó, các nước giàu có hơn gần như không lo lắng về bệnh dịch. Trong thời hiện đại, ruồi không còn là mối đe dọa ở một số đất nước vì chúng ta có nhiều phương thức để tiêu diệt chúng. Tuy nhiên vào thời cổ đại, khi ruồi xuất hiện với số lượng lớn có thể gây ra đại nạn vô cùng kinh khủng cho cả một cộng đồng dân cư. Nó cũng là thứ khiến loài người bị kích thích với những ham muốn, ghen ghét để dẫn đến giết người hay chiến tranh giữa các nơi. Ngoài việc gây dịch bệnh tràn lan, Beelzebub còn có khả năng chiếm hữu những tên bạo chúa của loài người thông qua việc đội lốt một cái quyền lực
hắn có thể gây ra sự hỗn loạn, gieo rắc nỗi thống khổ cho nhân loại. Đã có không ít ghi chép chứng minh sự tồn tại của ác quỷ Beelzebub. Theo những câu chuyện của nhà huyền học thế kỷ 16 Johann Weyer, Beelzebub lãnh đạo một đội quân quỷ dưới trướng của Lucifer, chúa tể địa ngục, và chỉ huy đội quân ruồi. Tương tự, nhà trừ tà thế kỷ 17 Sebastian Michaelis trong cuốn Lịch sử đáng ngưỡng mộ coi Beelzebub là một trong ba thiên thần sa ngã quyền năng nhất, cùng với Lucifer và Leviathan. John Milton coi Beelzebub là thiên thần sa ngã đứng ở cấp bậc thứ hai trong tập thơ Thiên đường đã mất, xuất bản lần đầu năm 1667. Beelzebub cũng là một nhân vật trong The Pilgrim Progress, một tác phẩm của John Bunyan, xuất bản năm 1678. Đặc biệt, tính cách và sở thích của Beelzebub đã được ghi chép chi tiết nhất trong Cựu Ước Solomon. Theo đó, Beelzebub là một trong những con quỷ được vua Solomon triệu hồi để giúp ông xây một ngôi đền khổng lồ ở thánh địa Jerusalem. Khi hiện ra, Beelzebub đã nói với Solomon rằng: "Ta từng là thiên thần của thượng giới, sáng như sao hôm. Ta gây ra sự hủy diệt thông qua kẻ bạo chúa, khiến loài người tôn thờ ma quỷ, khiến thầy tu sa và dục vọng, làm dấy lên lòng ghen tị của người đời, khiến họ giết chóc và tạo nên chiến tranh." Như vậy, có phải Beelzebub tự nhận mình là sao hôm, tức tự cho mình ngang hàng với sao mai, hiện thân của Lucifer hay không? Thực ra sao mai hay sao hôm đều nói chung về một hành tinh là sao kim, chỉ khác ở chỗ tên gọi mà thôi. Khi sao kim được nhìn thấy lúc hoàng hôn, nó được gọi là sao hôm. Ngược lại, khi được nhìn thấy lúc bình minh, người ta gọi nó là sao mai. Trong thần học, đặc biệt là Thiên Chúa giáo, Beelzebub đôi khi cũng được coi là một tên gọi khác cho chúa tể địa ngục, gần giống với Satan. Hay trong một số kinh văn ngụy tác, ví dụ như Phúc âm Nicodemus được viết vào thế kỷ thứ 5 trước Công nguyên, có ghi chép lại về lời tự thuật của Beelzebub như sau: "Ta, hoàng tử của địa ngục, kẻ thừa kế sức mạnh và phá hủy tất cả mọi thứ từ thời kỳ của Adam và con cháu của hắn tạo ra, kể cả khi đó là việc duy nhất ta phải làm." Hình tượng Beelzebub còn được khai thác trực tiếp hoặc tạo cảm hứng cho nhiều phim ảnh, sách truyện. Nổi tiếng nhất là tiểu thuyết từng đoạt giải Nobel của tác giả người Anh William Golding với tựa đề Chúa Ruồi. Tác phẩm luôn nằm trong top những tiểu thuyết hiện đại hay nhất. Chúa Ruồi kể về một nhóm thanh niên người Anh mắc kẹt trên một hoang đảo. Họ bắt đầu trở nên mất kiểm soát và những điều tồi tệ xảy ra. Chủ đề xuyên suốt của tác phẩm là sự hỗn loạn mà con người gây ra. Đây cũng là thứ mà ác quỷ Beelzebub mang đến cho loài người. Ngay cả ở Việt Nam, cụ thể là ở vùng Quảng Trị và Gia Lai, có một loài rơi đặc hữu được đặt tên theo chúa quỷ Beelzebub, gọi là rơi mũi ống mặt quỷ Beelzebub, danh pháp hai phần Murina Beelzebub, thuộc họ rơi mũi chuyên ăn côn trùng. Sự xâm nhập vào hỗn loạn ấy của Beelzebub có được coi là hiện tượng quỷ ám hay không? Khi tìm hiểu về quỷ vương Satan, chúng ta đã biết đến hiện tượng này. Và dù có sự can thiệp của khoa học thì vẫn chưa có lời giải thỏa đáng cho nó. Mặt khác, trong tôn giáo, việc kết tội ai đó bị quỷ ám là một cách để sỉ nhục lăng mạ người đó, hoặc để cố giải thích những hành vi biểu hiện bất thường ở con người. Beelzebub cũng không ngoại lệ. Không chỉ có Pharasis từng gièm pha chúa Jesus sử dụng sức mạnh của hoàng tử địa ngục Beelzebub để mang ma quỷ đến, mà còn những người khác cũng cho rằng những hiện tượng bất thường xảy ra là bị quỷ ám. Xuyên suốt lịch sử, Beelzebub đã xuất hiện trong nhiều vụ quỷ ám, chẳng hạn như sơ Madeleine de Demandox ở Aix-en-Provence năm 1611, người có mối quan hệ thân cận với cha Jean Baptiste Godfrey. Sơ nhận án tử hình với tội danh phù thủy bởi chính cha Godfrey. Beelzebub cũng có ảnh hưởng không nhỏ tới Salem, Massachusetts. Cái tên này đã được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong các phiên tòa xét xử phù thủy ở đây. Hơn thế, Beelzebub là nguyên nhân khiến cho sự tàn độc xuất hiện trong các bạo chúa, khiến quỷ là một trong những biểu tượng thờ phụng của con người từ xa xưa. Tên này được xuất hiện ở ghi chép lần đầu tiên trong những kinh văn của người Philistine tại thành phố Ekron. Ở đây hắn được tôn sùng như một vị thần, và sau này được sử dụng trong những tôn giáo thuộc nguồn gốc Abrahamic như một con quỷ đáng sợ. Từ lâu trước đây đã có ý kiến cho rằng cái tên này có mối liên hệ đặc biệt tới vị thần Baal
được thờ phụng trong tôn giáo người Philistine và một giáo phái liên quan đến loài ruồi, coi ruồi như là thú nuôi, cho chúng ăn phân, từng xuất hiện trong thế giới Hellenic, một thời kỳ lịch sử thuộc Hy Lạp cổ đại khoảng năm 507 trước Công Nguyên. Mặt khác, đây được coi là một biến thể trong cách viết và không có gì lạ khi tìm thấy tên được hiển thị là Beelzebub, mang ý nghĩa là chúa tể của những loài cư ngụ trên thiên đàng. Có thể hiểu là chúa tể những loài biết bay, thuộc về bầu trời và thiên đàng. Và Beelzebub là một trò chơi chữ nhằm mục đích lăng mạ của người Israel. Cụ thể trong Do Thái giáo, cái tên Beelzebub được tìm thấy trong kinh Malachim 2, được vua Ahaziah của Israel, người từng bị thương nghiêm trọng, sử dụng để gửi đi những thông điệp của mình tới Beelzebub, vị thần Philistine của Ekron, để hỏi xem liệu chấn thương của ông có phục hồi được hay không. Nhà tiên tri Elijah đã lên tiếng chỉ trích nhà vua rằng Ahaziah sẽ chết vì ông đi tìm câu trả lời từ vị thần Beelzebub thay vì Chúa. Văn học Do Thái đã tương đồng Beelzebub với chúa tể của loài ruồi. Từ Baal ở đây là một từ chế nhạo tới tín ngưỡng của vị thần này mà người Do Thái cổ coi là sự thờ phụng mê tín. Những học giả Do Thái giải nghĩa tại sao Beelzebub được gọi là chúa tể loài ruồi, rằng đó là một cách để gọi vị thần này là một đống phân, đồng thời so sánh tín đồ của ngài với loài ruồi. Vậy nếu Beelzebub được coi là kẻ đứng đầu của đội quân gây nên đại dịch tả cho nhân loại, thì liệu ở đâu đó có còn thứ dịch bệnh nào liên quan đến thiên thần sa ngã nữa hay không? Câu trả lời là có, thậm chí nó còn có mặt trong 10 đại nạn của Ai Cập cổ đại mà chúng ta vẫn thường nhắc đến. Quan trọng hơn cả là kẻ nào đủ sức mạnh để có thể lãnh đạo được đạo quân ấy. Mời các bạn tiếp tục theo dõi. Abaddon, thiên thần của cái chết. Khi chúng ta nghĩ về những nhân vật phản diện trong Kinh Thánh, có vẻ như thật dễ dàng để nghĩ về Satan, kẻ thù vĩnh cửu của Chúa và là một trong những đại diện chính của cái ác trong Cơ Đốc giáo. Thế nhưng tồn tại một thực thể trong Kinh Thánh mà một số người có thể coi như Satan, nếu không muốn nói là hơn thế. Họ gọi anh ta là Abaddon. Mặc dù sự hiện diện của Abaddon trong Kinh Thánh là khá ít và những đề cập về anh ta thường rất mơ hồ. Tuy nhiên, Abaddon không chỉ được ghi nhận là một thiên thần xả ngã, mà nó còn là một nơi hủy diệt tương đương với địa ngục hoặc thế giới ngập. Abaddon là thiên thần của cái chết, sự phá hủy và thế giới bên kia. Cái tên Abaddon trong tiếng Do Thái ám chỉ sự phá hủy và có nghĩa là vùng đất của sự tàn phá. Apollyon là tên tiếng Hy Lạp của Abaddon. Trong ma thuật, Abaddon thường được tương đồng với Satan và Samael. Tên của hắn nằm trong những câu thần chú hắc ám. Abaddon giữ vị trí thứ 7 trong số các hoàng tử địa ngục, tương ứng với các nữ thần Erinice trong thần thoại Hy Lạp, kẻ mang sức mạnh của tai ương, mâu thuẫn, chiến tranh và sự phá hủy. Không giống như câu chuyện náo loạn thiên đình của Satan, Abaddon lại có vô vàn ghi chép và truyền thuyết xoay quanh kể về sự ra đời cũng như tồn tại của hắn. Trong một số bản dịch, tên của Abaddon có nghĩa là thiên thần của cái chết, rằng nghĩa gốc của cái tên Abaddon là kẻ hủy diệt hay sự hủy diệt. Hay Abaddon được nhắc đến khi nói về cái chết như một thực thể sống, khác với cách hiểu của nhiều sách, rằng Abaddon chỉ là một địa danh. Không chỉ Kinh Thánh, mà ngay cả Ngũ Thư, năm cuốn sách đầu tiên trong Kinh của Do Thái giáo cũng mô tả, ác quỷ Satan luôn tìm cách phá hủy những sáng tạo của Thiên Chúa. Trong đây, Satan đóng vai trò là nhân vật phản diện chính của Thiên Chúa, và chính Abaddon là kẻ mang bệnh dịch từ địa ngục lên để gieo rắc thêm tai ương cho con người. Có một giả thuyết gây tranh cãi nhất về tư cách của cái tên Abaddon. Đó là Abaddon không phải là một nhân vật, mà chỉ là tên gọi một địa danh trong Kinh Thánh. Theo đó, ban đầu Abaddon là một địa điểm, không phải là một thiên thần hay thực thể vũ trụ. Trong những ghi chép của các giáo sĩ Do Thái và Cựu Ước, Abaddon chỉ là một địa điểm đã bị phá hủy, và tên của một vùng đất ở Gehenna. Một số người tin rằng đây là tên gọi của một vực thẳm không đáy như trong các mô tả địa ngục. Điều đó cũng có nghĩa Satan mới là kẻ thống trị địa ngục và Abaddon là tên gọi vương quốc mà Satan ngự trị. Các luận điệu trên đều có thể thấy trong sách Job. Abaddon được mô tả là một lò lửa cháy vĩnh cửu.
Bên cạnh đó, Thánh Vịnh cũng mô tả thêm, sự nhân hậu của con người sẽ được tuyên thệ dưới mộ, còn chỗ cho lòng trung thành là ở Abaddon, tức thế giới bên kia. Hay trong Khải Huyền, Abaddon là một phép nhân hóa cho vị vua của vực thẳm Abyss, đáy tận cùng của địa ngục. Sách Khải Huyền cũng viết ra phiên bản tiếng Hy Lạp của cái tên này là Apollyon, có khả năng liên quan đến Apollo, vị thần của bệnh tật và sự tàn phá. Các bạn cũng sẽ không thể ngờ được rằng, trong văn kiện Gnostic, văn bản tôn giáo của những người theo thuyết ngộ đạo, một nhóm tôn giáo cổ xưa chủ trương xa lánh đời sống vật chất, Abaddon đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo ra con người đầu tiên. Theo đó, Chúa giao cho hắn nhiệm vụ tìm và thu thập các mẩu đất sét để lấy chất liệu tạo ra con người đầu tiên trên thế giới là Adam. Abaddon lúc này đã trở thành thiên thần hộ mệnh cho con người, và quyền năng to lớn này khiến cho mọi thiên thần ác quỷ đều phải khiếp sợ. Ngoài ra, người ta cũng nói rằng chính Abaddon đã áp giải các linh hồn đến thung lũng Dâu Xà Phát, nơi Thiên Chúa sẽ đưa ra phán xét cuối cùng cho loài người. Nhưng do sự tương đồng về vai trò của Abaddon với Satan, cũng có rất nhiều người đồng nhất hai hình tượng này vào làm một. Dù vai trò chính thức của Abaddon là gì, thì đây cũng là một nhân vật vô cùng đáng sợ trong Kinh Thánh, khi chủ yếu Abaddon chỉ xuất hiện để tra tấn đầy đọa loài người. Đấy là về đó luôn có một Thiên Chúa giàu vị tha, sẵn sàng tha thứ cho những tội lỗi khủng khiếp ấy. Cũng giống với Satan, đó là cách để cân bằng thế giới theo quan điểm của Thiên Chúa giáo. Luôn phải tồn tại cả hai mặt tốt và xấu trong cuộc đời. Mặc dù thực hiện các chức năng của một kẻ hủy diệt để phục vụ thần thánh, thế nhưng chính tình yêu giết người lại là lý do khiến hắn ta bị trục xuất từ thiên đường xuống địa ngục. Trong sách Khải Huyền, Thánh John đã tự mình hình dung ra ngày của Chúa, hay còn được gọi là ngày tận thế. Trong cuốn sách ấy, John mô tả các thiên thần xả ngã sẽ được thả ra để mang đến những khổ ải, hình phạt kinh khủng nhất cho trái đất trong ngày này. Một đoạn trích trong sách đề cập như sau. Vào thời điểm nghe đến tiếng kèn thứ năm, Abaddon, thủ lĩnh của các thiên thần xả ngã, sẽ đến trần gian. Theo các nhà thần học diễn giải, Abaddon xuất hiện để giải phóng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đối với loài người. Cụ thể, Khải Huyền của John đã mô tả cách Abaddon dẫn đầu một bầy châu chấu chống lại loài người. Theo đó, chúng có nghĩa là những con quỷ đặc biệt. Quỷ Abaddon được đặt tên theo một ngôi sao rơi xuống trái đất, mở ra hố không đáy. Từ miệng hố tràn ra một đội quân lai giữa ngựa và châu chấu. Abaddon được biết đến như vua của đội quân này bởi nó nắm giữ sức mạnh của Satan. Vì vậy, quỷ Abaddon còn được gọi bằng cái tên khác là vua châu chấu. Những con quỷ này có hình dáng đáng sợ với răng sư tử và đuôi bọ cạp. Chúng tràn khắp trái đất, hành hạ tiêu diệt bất cứ ai không được rửa tội. Sách Khải Huyền có đoạn, và họ, các thiên thần, được lệnh là không được làm tổn thương cây cỏ trên trái đất hay bất cứ thứ gì có màu xanh. Chỉ có những con người không có dấu ấn của Thiên Chúa trên trán mới đáng bị trừng phạt. Ghi chép cũng nói thêm, Abaddon và các thiên thần do hắn phụ trách không được ban cho sức mạnh để tiêu diệt loài người, mà chỉ hành hạ họ trong năm tháng. Trong những ngày đó, con người chỉ muốn tìm đến cái chết, nhưng sẽ không bao giờ tìm thấy nó. Và đến thời khắc được điểm, họ mới được toại nguyện. Với sức mạnh và quyền hạn của mình, Abaddon cũng đưa ra những hình phạt hết sức tàn nhẫn với nhân loại. Nhiệm vụ chính của hắn là giám sát quá trình trái đất bị phá hủy. Ngay trong chính Kinh Thánh cũng có ghi chép, và không ít những câu chuyện kể về 10 tai họa khủng khiếp do Chúa Trời gieo xuống nhân gian. Nhưng điều này lại có liên quan gì đến sự tồn tại của Abaddon hay vua châu chấu? Theo Kinh Cựu Ước cách đây hơn 3.000 năm, người Do Thái sau một thời gian phát triển thịnh vượng trên đất Ai Cập đã bị chính quyền nước này bắt làm nô lệ, đời sống cực khổ. Để cứu vớt họ và cũng để thực hiện lời hứa với tổ tiên họ, Chúa đã sai Moses, một người Do Thái được nuôi trong hoàng cung Ai Cập, đưa dân mình trở về. Cùng với các sứ giả của dân Do Thái, Moses đã đề nghị Pharaoh cho người Do Thái được rời Ai Cập, nhưng nhà vua kiên quyết không chấp nhận. Phải sau khi nhận đủ kinh hoàng từ 10 tai họa mà Chúa giáng xuống, Pharaoh mới để họ đi. Bão châu chấu là một trong 10 tai họa đó. Theo Kinh Thánh, Chúa Trời đã cho châu chấu che kín tất cả diện tích của đất nước. Loài côn trùng phàm ăn này đã chén sạch các nông phẩm và đẩy cư dân rơi vào nạn đói khủng khiếp. Các nghiên cứu khoa học đã chứng minh thảm họa châu chấu thời Ai Cập cổ được ghi lại trong Kinh Thánh là có cơ sở. Họ cho rằng đội quân châu chấu hàng triệu con tấn công Ai Cập gây ra đại họa thời đó
có thể do tác động của sự phun trào núi lửa Santorin, cách bờ biển Địa Trung Hải của Ai Cập chừng 70 km. Đây có phải cách chúng xuất hiện phỏng theo câu chuyện Abaddon đưa châu chấu đến trái đất hay không? Vào khoảng năm 1600 trước Công Nguyên, ngọn núi này bùng nổ dữ dội, phun một lượng lớn nham thạch và cho bụi phủ kín một vùng rộng tới 30 km². Chính những tác động về môi trường này đã làm đàn châu chấu vốn sinh sống xung quanh Biển Đỏ đã tập trung về Ai Cập. Chúng di chuyển với tốc độ kinh hoàng vì được sự trợ giúp của gió sa mạc. Đó là dòng châu chấu râu ngắn có khả năng thay đổi màu sắc và hành vi khi mật độ quần thể lớn. Cùng với tốc độ sinh sản cực nhanh, có nơi hiện diện 200 con trên 1 m² diện tích đất trồng, mỗi ngày tăng thể trọng lên gấp đôi. Chúng thực sự có thể biến một vương quốc sầm uất thành hoang mạc. Chưa dừng lại ở đó, dòng châu chấu có khả năng vô cùng kỳ lạ. Người ta không hiểu tại sao cách đây khoảng 3 đến 5 triệu năm, chúng có thể từ châu Phi vượt qua Đại Tây Dương và bay đến châu Mỹ, trong khi mỗi con chỉ nặng trung bình 0,2 đến 7 gram. Nghĩa là dinh dưỡng dự trữ trên mỗi con châu chấu không đủ giúp chúng thực hiện cuộc hành trình dài đến như vậy. Những nghiên cứu gần đây cho thấy châu chấu có hệ cơ bắp rất phát triển nên có bước nhảy xa tới gần 1 m. Các đàn châu chấu có khả năng di chuyển từ vài km cho tới trên 100 km mỗi ngày, hay 3.500 km mỗi tháng, tương đương với một cơn bão cấp 12. Mắt của châu chấu cũng rất đặc biệt. Trong một giây, chúng có thể nhìn thấy nhiều hình ảnh hơn con người. Chúng phản ứng cực nhanh với những vật đang chuyển động xung quanh ở cự ly gần và tránh né trước khi va chạm. Điều này giúp loài châu chấu có khả năng di chuyển theo từng đàn dày đặc, những thứ tưởng chừng như chỉ có thần thánh mới có thể làm được. Các đàn châu chấu với mật độ lên tới 80 triệu con trên 1 km² có thể san phẳng bất cứ thứ gì mà chúng gặp. Bản năng di chuyển theo đàn của châu chấu có liên quan đến cách đẻ trứng của chúng. Vào mùa giao phối, châu chấu thường tập trung đẻ trứng hàng loạt trên một phạm vi hẹp và nở đồng loạt. Mỗi ổ trứng chứa tới 120 quả. Chỉ sau nửa tháng, chúng sẽ trưởng thành. Các con non khi ra đời đã có thói quen sống và di chuyển theo bầy đàn. Mặt khác, việc sống bầy đàn sẽ giúp chúng giữ được nhiệt độ cơ thể, một yếu tố sống còn với loài côn trùng. Cách thức di chuyển của chúng cũng rất kỳ lạ. Chỉ cần một con bay lên là cả đàn hàng triệu con sẽ di chuyển, tạo nên một cơn bão châu chấu. Mưa nhiều trong mùa sinh sản cũng là một trong những nguyên nhân làm chúng phát triển nhanh hơn. Trong lịch sử, có những năm được gọi là năm châu chấu, khi các động vật cánh cứng này hoành hành và gây ra những hậu quả lớn. Ở Mỹ vào năm 1874 đến năm 1875, bầy động vật biết bay này từng lan rộng từ phía đông dãy núi Rocky đến Iowa và sông Mississippi, và từ Texas qua Great Plains vào các tỉnh thảo nguyên Canada. Các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất là Nebraska, Kansas và Dakotas, gần 200.000 dặm vuông. Các nhà nghiên cứu tin rằng bầy đó chứa hơn 120 tỷ con và lớn nhất trong lịch sử được ghi lại. Thế kỷ 21 bắt đầu chưa lâu nhưng cũng ghi nhận một số dịch châu chấu. Tháng 6 năm 2001, nước Nga đã phải điêu đứng trước thảm họa châu chấu khi từng đàn đông tới hàng trăm triệu con tràn qua và tàn phá một vùng nông nghiệp rộng lớn. Chỉ trong vòng một tuần, lũ côn trùng này đã phá hủy hơn 28.300 ha đồng cỏ, củ cải đường và ngũ cốc. Hơn 80.000 ha đất trồng đã bị châu chấu hoành hành và diện tích nhiễm sâu hại tăng cao. Gần 2 triệu đô la Mỹ đã được chi ra để đối phó với đại dịch này. Cùng thời điểm đó, các khu vực lân cận như Georgia, Azerbaijan và Kazakhstan cũng như Trung Quốc đã phải chịu chung thảm họa châu chấu kinh hoàng trên. Năm 2019, đàn châu chấu khổng lồ ước tính gồm hàng trăm nghìn con châu chấu đã ồ ạt đổ về thành phố Las Vegas, bang Nevada của Mỹ, khiến cuộc sống thường nhật của người dân nơi đây bị đảo lộn. Theo thông tin từ truyền thông địa phương và giới chuyên gia, thời tiết ẩm ướt có thể được xem như một nguyên nhân dẫn tới cuộc xâm chiếm ồ ạt này. Trước đó, vụ châu chấu di cư gần đây nhất tại Las Vegas diễn ra vào khoảng những năm 2012-2013. Ngay cả ngày nay, nạn châu chấu vẫn còn đang hoành hành trên hành tinh của chúng ta. Gần đây nhất, hiện tượng này đã xuất hiện vào tháng 2 năm 2021. Kenya và các khu vực khác của Đông Phi đã phải đối mặt với nạn châu chấu tồi tệ nhất trong hơn 70 năm qua. Hàng tỷ con châu chấu sa mạc từ bán đảo Ả Rập bay đến và càn quét các quốc gia châu Phi, phá hoại mùa màng và những đồng cỏ cho gia súc. Với những gì diễn ra, thậm chí chính chúng ta cũng là những nhân chứng sống cho hiện tượng này. Có lẽ cũng phần nào đó đem đến cho mỗi người một niềm tin về một chúa tể của loài châu chấu tai hại ấy.
liệu chúng ta có liên hệ được một chút đến Satan không? Hay một thiên thần sa ngã nào đó đã xuất hiện trước cả quỷ vương chẳng hạn? Belial, con quỷ hùng mạnh hơn cả Satan. Là một vị vua hùng mạnh và quyền lực, Belial được tạo ra ngay sau Lucifer theo ghi chép trong Wetia. Đôi khi nó được coi là Satan hoặc kẻ chống đối Chúa Trời. Belial mang tới phép màu cho những phù thủy và xuất hiện dưới hình dạng một thiên thần xinh đẹp cưỡi trên cỗ xe lửa với một giọng nói vui nhộn dễ gần. Khi ấy, Belial được gọi là Hania với nhiệm vụ phân phối sự ưu tiên của các chức vụ thượng nghị sĩ và gây ra sự ủng hộ của bạn bè hoặc kẻ thù. Sau sự sụp đổ của các thiên thần, Belial đã chống lại Chúa và thiên đường rồi trở thành một trong bảy hoàng tử địa ngục cùng với Beelzebub dưới trướng của quỷ vương Satan. Không những thế, Belial còn là con quỷ của sự dối trá, đồng thời có thể gây ra bất kỳ loại tội lỗi nào. Nó là thiên thần sa ngã vô luật pháp, dụ dỗ các thiên thần khác rời khỏi con đường chính nghĩa cùng với Satan. Nó còn được đề cập đến là con quỷ thứ 68 trong danh sách 72 con quỷ của Solomon cùng với Beelzebub. Là một trong những con quỷ mạnh nhất, Belial được coi là kẻ lãnh đạo của quỷ dữ. Có lẽ đây là ghi chép mô tả chính xác nhất về Belial. Ở đó hắn xuất hiện dưới hình dạng một con quỷ hai mặt nam và nữ. Một nửa bên trái là cơ thể thối rữa của người phụ nữ, một nửa bên phải là cơ thể thối rữa của một người đàn ông, với tay của đại bàng và chân dê. Khi triệu hồi, hắn cũng có thể xuất hiện với một hình dạng dễ nhìn hơn, nhưng vẫn khá hoành tráng. Đó là một người đàn ông luôn mang theo cây kiếm bên mình và cưỡi một con ngựa lửa. Bên cạnh đó còn có rất nhiều tác phẩm huyền học khác nhắc tới Belial. Như trong Pseudo Demonacia Demonum, Belial nằm trong danh sách 10 con quỷ mạnh nhất. Hay hắn còn được miêu tả là một kẻ dối trá, nhiều mặt và chỉ nói ra sự thật khi bị đe dọa. Trong cựu ước về 12 vị tổ phụ, miêu tả con quỷ là kẻ thù của Chúa và coi hắn là kẻ xúi dục. Đoạn văn nói rằng tội dâm dục sẽ mang Belial đến gần hơn với con người và tách dần ra khỏi Chúa. Trong kinh Talmud, theo lời giải nghĩa của các giáo sĩ Do Thái, Belial không được nhắc đến với những miêu tả siêu nhiên mà ở trong những dụ ngôn mang tính cách ma quỷ. Trong kinh Satan, Belial là một trong 4 con quỷ hùng mạnh nhất của địa ngục, hiện thân của sự giận dữ. Tuy nhiên trong các danh sách khác nhau, con quỷ tượng trưng cho tội lỗi giận dữ lại khác nhau. Một số lại là Behemoth, trong khi số khác là Belial hoặc Satan. Một ngụy thư miêu tả Belial là thiên thần của tội lỗi và hắn mới là kẻ thống trị thế giới. Belial hiện thân là một sinh vật phàm tục, say sưa trong những thú vui và nỗi đau của xác thịt. Belial cư trú tại thành phố Abrimoch trong một cung điện bằng đá vỏ chai lởm chởm được xây dựng trên miệng của núi lửa. Sau này, Belial vẫn tiếp tục xuất hiện trong những cuốn sách như Bóng Ma của Dean Koontz, Bậc Thầy Dối Trá của Graham Masterson, Bùi Chư Ta của Emily Roussel và thậm chí những game như Diablo, Vampire và Requiem. Không phải ngẫu nhiên mà Belial được xếp ngang hàng, thậm chí là hơn cả quỷ vương Satan. Theo mệnh lệnh của Lucifer, khi còn là một thiên thần và sau đó trở thành một con quỷ cấp cao của địa ngục, Belial là một con quỷ có sức mạnh khủng khiếp. Trong quá khứ xa xôi, nó đã gây ra mối đe dọa lớn đối với cả bản thân Mundus và toàn bộ triều đại của ông ta. Điều này khiến Trist tin rằng Belial có nhiều khả năng đã đánh bại Mundus, ngay cả khi hoàng đế bóng tối đang ở thời kỳ hoàng kim. Là một thiên thần, đặc biệt là theo lệnh của Cherubim, Belial đã có thể giết nhiều thiên thần trong cuộc chiến thiên đường và với tư cách là một con quỷ, tàn sát những đội quân ma quỷ lớn cố gắng chống lại hắn ta hoặc bất kỳ vị vua nào trong số 7 vị vua vĩ đại khác. Hắn ta thậm chí còn có khả năng chiến đấu với Spada, người cũng đang ở thời kỳ đỉnh cao, trong một thời gian dài trước khi bị hiệp sĩ bóng đêm đánh bại. Sau khi được giải thoát khỏi Chichiri, quyền lực và sức mạnh của Belial không hề suy yếu, cũng như không bị cản trở theo bất kỳ cách nào. Vì hắn ta vẫn mạnh mẽ như vậy, ngay cả khi bị giam cầm trong Cocytus hàng nghìn năm. Sự xuất hiện của Belial từ địa ngục đến trái đất đã tạo ra một cơn chấn động mà các nhà ngoại cảm siêu nhiên cách xa hàng dặm cũng có thể cảm nhận được. Và màn thể hiện sức mạnh đầu tiên của hắn ta là phá hủy New Mexico trong một vụ nổ Hellfire, chỉ bằng cách búng ngón trỏ và ngón đeo nhẫn của hắn ta lên trên.
Không những thế, Belia còn có khả năng chống lại nhiều người sói cùng một lúc, trước khi dễ dàng đánh bại họ, cũng như đánh bại một Nero, kẻ đã đánh thức toàn bộ kích hoạt quỷ dữ của hắn ta. Sử dụng tay không, vũ khí và sức mạnh của mình, hắn ta có thể chống lại Dante và Virgin trong Divergers nâng cao của họ. Cả hai đều đánh thức toàn bộ sức mạnh ma quỷ của mình. Mặc dù có kỹ năng khủng khiếp với năng lượng ma quỷ và thao túng lửa địa ngục, vậy mà Belia lại thích tham gia chiến đấu vật lý hơn. Hắn ta đủ nhanh và khỏe để có thể gây bất ngờ. Chỉ bằng một cú đá đã dễ dàng khiến Dante bay xuyên qua bức tường và lao ra khỏi đường phố. Hắn ta cũng đủ thành thạo với quyền trượng Stygian của mình để chống lại cả Nero, Virgin và Chis. Khi ở trong Devin Trigger, sức mạnh thể chất và ma quỷ của Belia tăng vọt, hắn ta có thể dễ dàng đánh bại bầy sói của Order of the Silver Cross và Hellboy chỉ bằng một đòn duy nhất, thậm chí có thể nhanh chóng hạ gục Dante trong một cuộc đấu kiếm. Tuy nhiên, phải đến khi các con trai của Spada đảm nhận việc kích hoạt ác quỷ tội lỗi của họ, Belia mới thấy mình bị áp đảo đáng kể. Với sức mạnh vô biên của mình, mỗi ác quỷ được nhắc đến, có phải chúng ta đều thấy chúng đứng đầu một đội quân quỷ dữ nào đó nhằm mang lại tai họa đến nhân gian hay không? Và Belia cũng chính là một trong số đó. Nhưng tuyệt nhiên không có ghi chép cụ thể nào về tên gọi như đội quân châu chấu của Bèo Sợi Bắp. Tất cả những gì chúng ta biết về Belia chỉ là 80 quân đoàn quỷ và 70 đoàn linh hồn của hắn. Hắn sẽ ban cho người triệu hồi những ma thú quyền năng nếu như đó là điều họ ước. Vì vậy, bất cứ ai triệu tập Belia phải có lễ vật hoặc vật hiến tế. Nếu không, Belia sẽ không đưa ra câu trả lời thực sự cho yêu cầu của họ. Nhưng ngay cả như vậy thì hắn cũng không dành quá nhiều thời gian cho việc này. Hắn cũng là con quỷ của sự dối trá, lừa lọc và gian xảo. Bởi vì chính tên của Belia được dịch ra là vô giá trị, nên nếu hắn hứa cái gì thì cũng không mang ý nghĩa. Hắn chỉ nói sự thật khi bị đe dọa. Trên thực tế thì không một ai dám đe dọa Belia trừ Satan. Ấy vậy mà Belia được đánh giá là nhàm nhất trong tứ đại hoàng tử, cùng những thông tin chưa chuẩn xác lắm. Có thể Belia là một cách xuất hiện khác của Satan. Cũng vì lẽ đó đã đưa Belia trở thành một nhân vật nổi danh trong giới nghiên cứu ma quỷ. Là hoàng tử địa ngục, đồng thời còn là hoàng tử phương Bắc, hắn có thể giảng hòa mối thù giữa hai người, hỗ trợ người lập giao ước đi tới thành công tốt đẹp. Được xếp vào dạng nguy hiểm nhất nhì, bởi vậy nếu không trả một cái giá thích hợp, Belia sẽ không cho ta câu trả lời thỏa đáng, thậm chí còn sai lệch thông tin. Trên thực tế, cuốn sách The Lesser Key of Solomon, Wittia, của Aleister Crowley, viết vào năm 1994, đã nói về cách triệu hồi và điều khiển 72 con quỷ mà năm xưa vua Solomon đã từng triệu hồi và điều khiển. Ở đó, chúng ta không chỉ biết cách triệu hồi chúng, mà còn biết được hình dáng, tính cách, đặc điểm và khả năng của chúng. Cách triệu hồi chúng lên rất quan trọng, nhưng quan trọng hơn là làm thế nào để điều khiển chúng, bắt chúng làm theo ý muốn của mình. Tôi chưa nghe rằng bất cứ một ai ngoại trừ vua Solomon có thể hoàn toàn điều khiển được chúng. Solomon là vị vua được vua cha truyền lại ngôi báu từ năm ông mới 12 tuổi. Theo Kinh Cựu Ước, Đức Chúa Trời xuất hiện và phán với Solomon rằng: "Hãy xin điều ngươi muốn, ta ban cho ngươi." Solomon thưa: "Xin Chúa ban cho con sự khôn ngoan và hiểu biết để con lãnh đạo muôn dân, vì ai có thể cai trị dân tộc lớn lao này của Chúa?" Đức Chúa Trời phán rằng: "Vì ngươi có lòng như vậy, không xin giàu có, của cải, danh vọng, mạng sống của những kẻ thù và cả tuổi thọ cho mình, mà xin sự khôn ngoan và hiểu biết để cai trị muôn dân dưới mình, nên ta sẽ ban cho ngươi. Ta cũng sẽ ban cho ngươi của cải, giàu có, danh vọng mà không một vị vua nào trước hay sau ngươi được như vậy." Wittia, hay nghệ thuật của Solomon, đã kể lại rằng khi còn sống, vua Solomon có khả năng triệu hồi và sai khiến 72 con quỷ mạnh mẽ tài phép. Thế nhưng do quá sợ hãi sức mạnh của chúng, vua Solomon đã yểm bùa để phong ấn chúng vào trong những hòm bằng đồng và ném xuống một hồ nước lớn. Khi người Babylon tìm thấy những cái thùng đấy, họ tưởng rằng bên trong chứa kho báu nên đã mở ra xem và giải phóng cho 72 con quỷ cùng với tài sản của chúng. Tương truyền, những con quỷ này đã trở lại nơi ở của chúng trước kia, ngoại trừ Belia ở lại với thế giới loài người. Belia tượng trưng cho sự thỏa mãn của những kẻ đồi bại,
vô thần, sùng bái và cuồng tín. Trong kinh thánh Do Thái, thuật ngữ Belial có nghĩa là vô dụng. Từ nguyên học truyền thống của thuật ngữ này được hiểu là không xứng đáng. Trong Cựu Ước, Belial được dùng để chỉ một nhóm người, mà cụ thể là con của Belial, tức là những người vô dụng, cuồng tín. Tân Ước nói rằng Satan là chúa tể của địa ngục, nhưng trước đó một thời gian, Belial được coi là kẻ tiền nhiệm. Trong quỷ học, hắn ta là một trong những con quỷ có tiếng nhất dưới trướng của Satan. Mặt khác, Belial là hoàng tử của phẩm hạnh, đồng thời sở hữu nguyên tố đất, chủ của những khoái cảm thể xác, thú vui trụy lạc, vô đạo đức, phóng túng, ngỗ nghịch. Belial là người ban ra những bài thuyết trình và chức danh. Nếu bạn đã từng xem bộ phim Cuộc Chiến Vô Cực, thì Thanos trong Anthony Marr giảng thuyết, thì Belial cũng vậy. Hắn thường hay tuyên truyền lôi kéo để theo Satan hoặc phục vụ cho hắn. Nguyên tố và sức mạnh của Belial là đất và nước. Sức mạnh có thể nói là cực kỳ mạnh, có khi mạnh hơn cả Behemoth. Hắn có thể tạo ra động đất, đại địa chấn, sóng thần trên khắp thế giới nếu hắn muốn. Thuật ngữ Belial từng xuất hiện 27 lần trong văn bản Masoretic để mô tả khái niệm về những con người sùng bái hay thờ phụng các vị thần ngoại đạo và phản tội lỗi. Trong những cuốn sách biển chết, cái tên về thiên thần của ánh sáng và thiên thần của bóng tối được nhắc tới. Chúa tượng trưng cho thiên thần ánh sáng, trong khi Belial ngược lại. Con quỷ được kể là mang đến tội lỗi, sự độc ác tới con người. Trong The Fragments of Zadokite Work, đoạn văn bản bao gồm cả những cuốn sách biển chết nói về Belial với ba sợi lưới của tội gian dâm, tội tham lam và tội làm vấy bẩn sự linh thiêng. Hắn ta được coi là kẻ đã khiến những phù thủy Ai Cập nổi dậy chống lại Moses. Đoạn văn bản cũng xếp tất cả những kẻ thờ phụng Belial là phù thủy hoặc pháp sư triệu hồi. Trong Cựu Ước về 12 vị tổ phụ, một trong những văn bản có liên quan tới Cựu Ước mô tả con quỷ là kẻ thù của Chúa và coi hắn là kẻ xúi dục. Đoạn văn tự có nói rằng tội dâm dục sẽ mang con người gần đến với Belial hơn và tách mình ra khỏi Chúa. Một khi linh hồn đã bị vấy bẩn, Belial sẽ thống trị nó. Tuy nhiên có vẻ như trong đoạn văn tự cũng nhắc đến việc đấng Messiah sẽ trừng phạt con quỷ và những tín đồ của hắn để hắn không thể trở lại. Một ngụy thư khác miêu tả Belial là thiên thần của tội lỗi và hắn mới là kẻ thống lĩnh thế giới. Belial cũng được nhắc tới trong tác phẩm Thiên đường đã mất của John Milton và Soliloquy of the Spanish Cloister của Robert Browning. Trong kinh Talmud và theo lời giải nghĩa của các giáo sĩ Do Thái, Belial không được nhắc tới với những miêu tả siêu nhiên mà trong những dụ ngôn mang tính nhân cách hóa sự ma quỷ. Cụm từ con của Belial trong ngũ thư Torah vẫn tiếp tục được sử dụng đến ngày nay. Edgar Cayce, một nhà nghiên cứu cơ đốc giáo và được biết đến là nhà tiên tri qua giấc ngủ, đã sử dụng thuật ngữ con của Belial trong một buổi thôi miên năm 1937. Một nhà quý tộc thế kỷ 15, Gilles de Rais, muốn thử sức trong thuật giả kim và huyền học. Gilles muốn triệu hồi Belial bằng cách sử dụng những phần cơ thể của nạn nhân mà hắn đã sát hại, con số lên tới hàng trăm người như những vật tế. Ông ta bị buộc tội là sát nhân hàng loạt và phải chịu án tử hình. Cuối cùng, dù những con quỷ có mưu mô và tàn độc đến đâu, thì trước khi bị trục xuất khỏi thiên đường đều là những thiên thần giúp đỡ bên cạnh Chúa, được Ngài rất mực yêu thương. Vậy mà chỉ vì đố kỵ, nghe theo lời dụ dỗ tạo phản mà bị đẩy xuống địa ngục. Hãy để lại bình luận về niềm tin của các bạn về những thiên thần này. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả mọi người. Đừng quên like, bấm đăng ký kênh và bật chuông thông báo để ủng hộ cho Vũ Trụ Nguyên Thủy. Còn bây giờ, Việt Cường thay mặt ekip, xin chào và hẹn gặp lại.